Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Chưa kịp hát bài nào, tôi phải tháo chạy khỏi quán karaoke. Anh Đỗ Toàn Quốc tại Cổ Nhuế chưa hết bằng hoàng khi vừa thoát ra khỏi quán karaoke đang bốc cháy dữ dội. Người đàn ông ngoài 20 tuổi kể, tôi cùng với 5 người bạn đến quán karaoke trên phố Trần Thái Tông hát. Chưa hát được bài nào thì có người hô cháy nên cả nhóm chạy từ tầng 6 xuống tầng 5 rồi thoát ra bằng lối thoát hiểm. Anh này cho biết thêm, người bạn Trần Quốc Khánh 23 tuổi cùng quê vẫn mắc kẹt bên trong. Lúc cả nhóm chạy ra ngoài thì anh Khánh đang ở trong nhà vệ sinh nên không chạy kịp. Tiếp lời anh Quốc cho biết, sau khi thoát được ra ngoài, anh vội gọi điện cho người bạn còn mắc kẹt bên trong nhưng không thấy anh Khánh ngày máy. Hiện anh và người nhà vẫn không thể liên lạc được với thanh niên trên. Biết tin con trai gặp chuyện chẳng lành, bố mẹ anh Khánh ngay lập tức có mặt tại hiện trường chờ tin. Vừa đến nơi, bà Chu Thị Loan, 45 tuổi, mẹ anh Khánh, khóc nức nở nhìn về ngôi nhà đang cháy gọi tên con. Người phụ nữ vừa gào khóc vừa chất tay cầu nguyện, mong con trai được bình an. Khánh là niềm hy vọng, an ủi lúc tuổi già của vợ chồng người phụ nữ ở cổ nhuế. Rời ăn ở bất công với tôi thế này hả rời ơi? Tôi có làm nên tội tình gì mà rời bắt tôi khổ như thế này? Sau những phút ngóng tin con trong tuyệt vọng, bà Loan ngất xỉu, được người thân dìu ra ngoài. Tỉnh dậy, người phụ nữ trên lại nhờ người thân dìu mình ra gần hiện trường chờ tin. Mỗi lần có lính cứu hỏa đi ra, bà Loan lại nhấp nhổm mong họ cứu được con mình. Người phụ nữ đi cùng bà Loan cho biết, hôm nay anh Khánh mua xe máy nên mời bạn bè đi khao, sau đó vào quán karaoke hát, chưa kịp hát thì đám cháy đã diễn ra, bạn bè anh Khánh thoát hết ra ngoài, riêng Khánh vẫn kẹt bên trong. Anh Phạm Đức Nhân quê Nghệ An, nhân viên bảo vệ quán karaoke cho hay, anh và mọi người phát hiện biển quảng cáo bị cháy nhưng không thể dập được, 30 phút sau, ngọn lửa lan nhanh lên các tầng và các nhà bên cạnh. Anh Nhân nói, lúc đó chúng tôi quá hoảng sợ, chỉ biết hô cháy rồi gọi mọi người chạy thoát thân. Nhân viên quán quen đường nên đi trước mở cửa cho khách chạy ra ngoài, tuy vậy vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong. Chứng kiến đám cháy khi nó bùng phát, ông Vũ quê Thái Bình, người dân sống gần đó tiết lộ, ở một trong bốn căn nhà bị cháy có một cụ ông ngoài 70 tuổi. Cụ ông này là bố của chủ nhà sống trên tầng 6 hoặc tầng 7 của căn nhà cạnh quán karaoke. Theo lời ông Vũ, cụ ông bị tai biến đã nhiều năm, không đi lại được. Ông Vũ lo lắng, không biết hôm nay cụ ấy có nhà không chị Hoàng Thị Hạnh, người sống gần bốn ngôi nhà bị cháy bày tỏ khi đám cháy bắt đầu diễn ra. Chị đang ở trong nhà, người thấy mùi khét và nghe tiếng mọi người hô cháy. Chạy ra ngoài xem, chị Hạnh thấy khói bốc ra từ quán karaoke bên cạnh. Cũng theo lời chị, đến thời điểm này chị vẫn còn lo lắng, sợ hãi. Vừa lúc đó, tôi thấy có nhiều người dùng áo bịt mũi tháo chạy từ trong quán karaoke ra. Nhìn vào gương mặt chị, nhiều người thấy nỗi lo lắng hiện rõ. Có lẽ chị đang lo sợ đám cháy có thể lan sang nhà mình. Tới 18 giờ 30 phút, khi trời đã sầm tối, nhiều người dân vẫn đứng ngoài hiện trường vụ hỏa hoạn để ngóng chờ tin người thân, tiếng còi xe cứu hỏa và xe cứu thương vẫn hú lên liên hồi. Bây giờ cứu cháy quán karaoke ở cầu giấy. Thưa quý vị và các bạn, đám cháy từ quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội lan sang ba ngôi nhà liền kề, khiến 13 người chết. Cụ thể thì gần 14 giờ ngày mùng 1 tháng 11, quán karaoke số 68 ở trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra cháy, lan sang 3 ngôi nhà liên kề. Ngọn lửa bao trùm từ tầng 1 lên các tầng phía trên, khiến nhiều người không thể thoát ra ngoài. Nhiều xe máy, ô tô phía trước 4 căn nhà cao tầng cũng bị cháy. Lính cứu hỏa Hà Nội có mặt ngay sau khi vụ cháy xảy ra, xe thang được huy động để dập tắt ngọn lửa từ trên cao, đồng thời tiếp cận đưa các nạn nhân ra ngoài. Khói từ hiện trường bốc lên cao hàng chục mét, đứng từ xa cũng phát hiện ra đám cháy. Hơn 1 km đường Trần Thái Tông được cảnh sát phong tỏa, lính cứu hỏa đeo mặt nạ phòng độc đi sâu vào phía trong những căn nhà cháy để tìm kiếm nạn nhân. Lính cứu hỏa chia thành nhiều mũi tiếp cận phía sau bốn căn nhà bị cháy, sức nóng của lửa đã làm vỡ bung nhiều cửa kính. Nhiều người dân đứng la khóc phía dưới vì cho rằng người thân của họ đang kẹt trong những căn nhà cháy. Nhiều xe cứu thương được điều đến hiện trường túc trực cứu người. Do trời có gió mạnh, lúc 17 giờ 40 phút, tầng 7 của quán karaoke bùng phát ngọn lửa trở lại nhưng lập tức được khống chế. Đến hơn 18 giờ, khói vẫn còn dày đặc. Cảnh sát cứu hỏa phá rỡ khung sắt để tiếp cận sâu hơn phía trong quán karaoke nơi được cho là còn người mắc kẹt. Hiện trường vụ cháy lúc này đã trở nên tan hoang. Khoảng 21 giờ, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, nhiều xe cứu thương liên tiếp đến hiện trường rồi hối hả rời đi. Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, công tác tại Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho VN Express biết lực lượng chức năng ở hiện trường đã đưa 13 nạn nhân tử vong từ quán karaoke ra ngoài xe cứu thương nhanh chóng đưa thi thể người gặp nạn trong vụ hỏa hoạn về nhà tang lễ quận cầu giấy. người thân các nạn nhân ôm chầm lấy nhau, bật khóc bên ngoài nhà tang lễ cầu giấy. thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu công an hà nội sớm điều tra nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm sai phạm. mặt tiền bốn căn nhà bị hỏa hoạn lúc 24 giờ ngày 1 tháng 11 đã bị thiêu rụi hoàn toàn. nhiều người vẫn túc trực tại đây với hy vọng lực lượng cứu hộ sẽ tìm thấy người thân của họ. Bà khóc tìm cháu, mẹ tìm con nghi mắc kẹt trong đám cháy. 18 giờ ngày mùng 1 tháng 11, hàng chục lính cứu hỏa vẫn đang cố sức dập đám cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông cầu giấy Hà Nội. Đứng sau giải phân cách hiện trường, bà Đỗ Thị Hà thấp thỏm khi y bác sĩ mang cán cứu thương tới gần hiện trường, thấy xe cứu thương hú còi hối hả chạy vào, bà định lao theo nhưng lực lượng bảo vệ kịp ngăn lại không giấu nổi lo lắng. Bà cho biết cháu trai 23 tuổi, làm công nhân vệ sinh môi trường, hôm nay đi hát karaoke vẫn mắc kẹt trong đám cháy. Hỏa hoạn xảy ra, nhóm bạn đã kịp chạy thoát còn cháu bà vẫn chưa thấy đâu. Bà lầm bầm khấn, cầu mong cho nó không sao, có bị bỏng rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ cần toàn mạng là được. Trung tâm trạng với bà Hà, nhiều người lo âu khi mất liên lạc với người thân. Một người phụ nữ liên tục đòi xông vào hiện trường để cứu con trai, nhưng được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Đứng lẫn với người dân chứng kiến cứu hỏa, anh Phạm Đức Nhân, quê ở Nghệ An, làm việc tại quán karaoke vẫn chưa hoàn hồn. Khoảng 13 giờ 45 phút, khi ngọn lửa bùng lên, anh cùng vài nhân viên đang phục vụ trên tầng 6. Thấy khói mù mịt, anh vội hô hào khách rồi cùng vài nhân viên đạp cửa thoát hiểm để khách chạy thoát. Có một nhóm định dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng lên nhanh, bọn em không có biện pháp gì dập, hoảng quá nên phải chạy thôi. Nghe nói có một người nữa ở trên tầng 6 đang đi vệ sinh, không biết đã kịp chạy ra chưa. Anh nói và cho hay, không nắm rõ được bao nhiêu người chạy thoát, vì thời điểm đó khá hoảng loạn, cùng chạy ra với anh nhân có khoảng 10 người. Anh Nguyễn Văn Long làm việc ở quán ăn gần nơi hỏa hoạn kể. Ngọn lửa nhỏ bốc lên từ biển quảng cáo của quán karaoke gần đó, chỉ vài phút sau thì bùng lên dữ dội bởi có gió lớn. Lửa cháy vào trong phòng rồi lan sang các nhà khác bên cạnh. Anh thấy khách lẫn nhân viên từ trong quán karaoke bị cháy hốt hoảng chạy ra, không ai dám dập lửa vì cháy lan rất nhanh. Long cùng mấy người làm trong quán vội di chuyển nhiều xe máy đến khu vực an toàn. Khi ngọn lửa ở biển quảng cáo bùng lên, nhiều quán xung quanh vội di chuyển tài sản quan trọng ra ngoài. Một nữ kế toán của quán karaoke cách nơi bị cháy ba nhà cho hay, lúc đó chị đang kiểm kê hàng thì nghe mọi người hô hoán có cháy, chạy ra xem. Chị thấy ngọn lửa kèm theo khói đen đặc cuộn lên nên vội vàng gọi nhân viên sơ tán tài sản giá trị, còn bản thân thì ôm giấy tờ, sổ sách tiền bạc đến nơi an toàn. Một số nhân viên nam chạy từ tầng 1 lên tầng 9, lấy bình cứu hỏa và nước nhưng sau thấy cháy to quá, đành bỏ cuộc. Giọng chị run run, hôm nay nếu gió đổi chiều, ngọn lửa lan sang hướng này thì không biết sẽ ra sao. Gần 14 giờ ngày mùng 1 tháng 11, lửa bùng lên bao trùm ít nhất 4 căn nhà mặt phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, nơi có nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng và karaoke. Hàng trăm lính cứu hỏa cùng các xe chuyên dụng, xe thang, xe cứu thương đến hiện trường dập lửa. Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải và giám đốc công an thành phố Đoàn Duy Khương trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chữa cháy khoảng 19 giờ ngọn lửa cơ bản được khống chế sau 5 tiếng nỗ lực của nhiều lực lượng số người gặp nạn trong vụ cháy chưa được xác định Hé lộ thủ phạm gây cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng. Thưa quý vị và các bạn, 23 giờ ngày mùng 1 tháng 11 trả lời báo chí tại hiện trường vụ cháy quán karaoke số 68 ở phố Trần Thái Tông, Hà Nội. Ông Lương Cao Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết chủ cơ sở là bà Nguyễn Diệu Linh, 30 tuổi, trú ở Văn Quán, quận Hà Đông. Ông Thanh nói cơ sở này chưa có đầy đủ giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, nguyên nhân vụ cháy bước đầu được lực lượng chức năng xác định do thiếu thận trọng khi hàn bảng quảng cáo tại tầng 2 nhà karaoke số 68. Cơ sở này có 9 tầng, diện tích mặt sàn khoảng 90m2 đã bị cháy hoàn toàn. Toàn bộ biển hiệu, biển quảng cáo của các nhà số 70, 72, 74 đều bị cháy. Nhà chức trách quận cầu giấy cho biết trong hồ sơ hoạt động của cơ sở đã có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, hồ sơ chưa có gồm biên bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định, giấy phép kinh doanh về karaoke. Báo cáo nêu đây là cơ sở kinh doanh mới đang trong quá trình đầu tư và hoàn thiện thủ tục pháp lý. Cũng theo báo cáo, đoàn kiểm tra liên ngành của quận, ủy ban nhân dân phường và công an phường Dịch Vọng Hậu đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở cơ sở này Đơn cử, 21 giờ 20 phút ngày 17 tháng 10, đại diện đoàn kiểm tra liên ngành quận Cầu Giấy làm việc với chủ cơ sở. Tại đó, chủ cơ sở chỉ xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Chủ cơ sở đã có bản cam kết chỉ hoạt động khi có đủ các giấy tờ theo quy định. Lần gần đây nhất, 20 giờ ngày 25 tháng 10, tổ công tác của công an phường Dịch Vọng Hậu tiến hành kiểm tra cơ sở. Lúc này, cơ sở không hoạt động. Tổ công tác yêu cầu cơ sở không được kinh doanh dịch vụ karaoke khi chưa có đủ giấy phép theo quy định của pháp luật. Ngay sau vụ cháy, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn C66 bộ công an có điện đề nghị lãnh đạo công an các địa phương tổ chức rà soát, tổng kiểm tra các cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người, nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy nổ như quán karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động. Đối với vụ cháy tại quán karaoke 68, C66 đề nghị công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả, điều tra, kết luận nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xử lý theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 23 vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, kể cả vụ cháy tại quán karaoke số 68 trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào hôm qua. khoảnh khắc gây phẫn nộ giữa đám cháy lớn trên đường Trần Thái Tông. Thưa quý vị, chiều ngày mùng 1 tháng 11, một đám cháy lớn đã xảy ra tại đường Trần Thái Tông, thành phố Hà Nội, khiến bốn căn nhà bị cháy rụi, gây nên những hậu quả vô cùng đau thương và xót xa. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được làm rõ và giữa khung cảnh ấy, một lần nữa những chiếc điện thoại lại được dơ lên đầy vô cảm, đầy phẫn nộ. Đó là khoảnh khắc một chàng thanh niên có lẽ đang livestream phát trực tiếp cho những người bạn của mình trên Facebook với thái độ hồ hởi và vui vẻ dùng sự mất mát, tai nạn của người khác để câu like, câu view cho bản thân mình, chứng tỏ mình nắm bắt khoảnh khắc rất nhanh nhạy trên mạng xã hội là điều mà chẳng hiếm người đang làm trong cuộc sống hiện đại. Nụ cười cùng động tác giơ tay của chàng thanh niên trong ảnh khiến chúng ta cảm thấy lạnh người. Bệnh vô cảm thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau, nhưng đáng sợ nhất là sự thích thú khi được chứng kiến tai nạn kinh hoàng giữa nỗi đau và sự mất mát của người khác. Tản nhẫn hơn là thản nhiên chia sẻ bằng một vài dòng động viên, nhưng thật tâm họ có đang thương tiếc cho người khác hay không? sự vô tâm và thờ ơ cùng bệnh sống ảo đã dần dần giết chết những hành động tốt đẹp và khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Nếu không thể giúp đỡ thì cũng đừng tỏ ra thích thú, hả hê. Người hùng đám cháy chia sẻ, tôi sợ nhưng tự nhủ phải cứu người. 19 giờ 20 phút ngày 1 tháng 11, đám cháy tại đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã được dập tắt. Dưới tiết trời xe lạnh trong đợt gió mùa đầu tiên của Hà Nội, cách nơi xảy ra đám cháy khoảng 100m, anh Phạm Đức Nhân, 26 tuổi, quê Nghệ An, vẫn chưa hết bàng hoàng với trận hỏa hoạn lớn vừa xảy ra. Nam thanh niên được xác định là một trong những nhân chứng đầu tiên phát hiện đám cháy và thực hiện công tác truy hô cứu giúp nhiều người ra khỏi cơn hỏa hoạn. 6 giờ sau khi đám cháy được phát hiện, tiếng còi cứu hộ vẫn réo rắt vang lên. Quang cảnh xung quanh nơi xảy ra hỏa hoạn là sự nhốn nháo của nhiều người dân, gia đình, bạn bè có người thân còn mắc kẹt trong đám cháy rụi. Người hiếu kỳ, kẻ lo lắng, ai ai cũng nóng lòng ngóng thông tin từ lực lượng chức năng trong chiếc áo xanh mỏng manh anh nhân run run kể lại thời điểm xảy ra đám cháy anh cho biết đã phải bỏ áo khoác ngoài vì lửa bén cũng như nhìn điện thoại rơi mà không thể nhặt lại dù cử chỉ bình tĩnh nhưng ánh mắt anh không giấu nổi cảm xúc vừa trải qua sau những giờ phút sinh tử thảm khốc anh nhân hiện làm thêm tại một tiệm rửa xe nhỏ trên đường trần thái tông trong buổi chiều rong ruổi tìm công việc mới anh ngồi trò chuyện cùng một vài người bạn làm bảo vệ trước cửa quán karaoke nơi xảy ra sự cố cháy nổ Chứng kiến trận cháy lớn, anh Phạm Đức Nhân lập tức chạy vào quán karaoke, hô hào mọi người chạy thoát khỏi hoạn nạn. Anh kể, lúc ấy khoảng 13 giờ 30 phút, khi đang ngồi chơi cùng mấy người anh thì tôi ngửi thấy mùi khét. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ ai đó nướng thịt quá tay. Lúc sau ra về, tôi còn bông đùa vài câu mấy đứa trẻ nướng đồ như vậy có ngày hỏa hoạn. 15 phút sau khi rời khỏi nơi phát hiện mùi khét, anh bước ra từ tòa nhà đối diện và giật mình trước khung cảnh hiện ra trước mắt, một ngọn lửa lớn liếm trọn tầng hai nơi anh vừa ngồi. Với vóc dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn, anh chạy vội tới hô to để nhiều người cùng biết. Do ngọn lửa quá lớn, nằm ngoài sức khống chế của nhân lực tại thời điểm cháy nổ, chàng trai 26 tuổi gạt ngay ý định dập lửa và lao lên từng tầng, hô hoán mọi người mau thoát nạn. Nhớ lại giây phút bắt gặp ngọn lửa tử thần, ánh mắt anh không khỏi băng hoàng. Anh chia sẻ, bản thân lúc ấy cũng sợ lắm chứ, lửa cứ ngùn ngụt cháy, đồ đạc nóng chảy, rơi rụng, mùi khói khét lẹt đến ngạt thở. Nhưng vì nghĩ tới biết bao tính mạng còn đang nguy hiểm ở trên, tôi cùng một số anh em vẫn không thể bỏ cuộc. Bên cạnh đó, anh cho biết thêm, lúc đó bản thân rất cuống vì sự nhốn nháo của nạn nhân cũng như độ lan tỏa của ngọn lửa. Anh kể, trong các phòng karaoke, khách hàng vẫn mải mê hát, tôi chỉ biết đập thật mạnh cửa từ phòng này sang phòng khác và hét thật lớn để mọi người biết tình hình bên ngoài. Do toàn bộ hệ thống thang máy hư hỏng, anh chọn thang bộ chạy lên từng tầng gào thét, thông báo hung tin cho các khách hàng mải hát. Tới tầng 6, tôi nhận thông tin có người nằm ngủ trong phòng, tôi vội vàng yêu cầu nhân viên gọi điện thoại, nhưng có lẽ vì sức nóng quá lâu, anh ta không còn giữ được tính mạng anh buồn bã cho biết như vậy. Cũng theo lời của chàng trai này, không ít người tiếc của vẫn vội vàng vơ nốt từ trang cá nhân. Thấy vậy, anh cũng chỉ biết hét lên điều quan trọng lúc này là tính mạng. Anh chia sẻ bản thân chỉ muốn mọi người chạy ra thật nhanh khỏi đám cháy. Trong lúc nhân viên nháo nhào tháo chạy, lấy đồ, người đàn ông nhỏ bé vẫn cố gắng thực hiện sứ mệnh cứu người của mình. Bản thân chưa từng gặp phải những vụ tai nạn lớn, nhưng anh nhân luôn tâm niệm phải giúp đỡ mọi người bằng hết sức có thể. Anh tâm sự, cũng biết là nguy hiểm, nhưng thấy người hỏa hoạn như vậy, tôi và các anh em lúc đó cũng không thể ngồi yên. Tôi chỉ nghĩ mình là người chủ động, có thể kiểm soát được tình huống, còn những vị khách đang mải mê hát kia, họ đâu biết là bản thân đang nguy hiểm. Sau gần một giờ đồng hồ cố gắng hô hào cùng các biện pháp chữa cháy, ngọn lửa không những không lụi tàn mà còn lan mạnh sang hai quán kế bên, ba tòa nhà 9 tầng bốc cháy ngụt ngụt. Đối với anh Nhân, đây là cảnh tượng dường như chỉ có ở trong các bộ phim hành động. Luống cuống trước khung cảnh dữ dội của ngọn lửa, chàng trai Nghệ An chỉ biết gọi thêm sự trợ giúp của mọi người vì không có sơ đồ. Anh cho biết bản thân rất muốn nhào lên cứu giúp nhưng những người làm ở đó đều ngăn không cho lên tiếp vì biết lên sẽ không thể xuống được bởi ngọn lửa đã quá to. Anh thốt lên, họ chạy lên xuống, kêu ai chưa xuống được, mỗi người chạy một hướng để thoát thân. Trước mặt tôi là sự nhốn nháo đến kinh hoàng, mùi khói nồng nặc khó thở vì lẫn lộn các tạp chất từ nhựa, đệm mút và nhiều chất khác hòa quyện vào nhau, thật khiếp sợ. Vì không có đồ bảo hộ, chàng trai 26 tuổi buộc phải chọn cách nín thở chạy ra chạy vào. Anh tâm sự có những lúc tưởng chừng ngạt thở vì sức nóng phả ra từ tường nhà và các vật dụng cùng đám khói đen mịt trời. Điều khiến anh sợ hãi nhất là giây phút đứng cạnh bình ga trong quán hát. Anh kể vì lo bình ga phát nổ nên dặn dò mọi người thu dọn mọi đồ đạc xung quanh thật nhanh. Anh nhớ lại và chia sẻ tiếp. Mặc dù đã xác định nguy hiểm, xác định gieo mình cho lửa khi lao vào đám cháy, nhưng tôi vẫn không thể quên được cảm giác hoảng sợ trong khoảnh khắc đứng cạnh bình ga. Nam thanh niên vừa nói vừa dõi mắt về nơi xảy ra trận hỏa hoạn, chia sẻ tiếp. Tôi chỉ mong mỗi người khi gặp bất kỳ tai nạn gì, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, tìm mọi cách để thoát thân. Thưa quý vị, theo báo cáo ban đầu của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, vụ hỏa hoạn đã khiến 13 người tử vong. Hỏa hoạn đang bao trùm nhiều quán karaoke, Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực số nhà 39 đến 45 đường Trần Thái Tông. Đây là nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn, quán karaoke. Vụ cháy đã khiến nhiều biển hiệu cháy rụi. Bên ngoài bốn căn nhà bị cháy rụi toàn bộ, chỉ còn trơ lại khung sắt và những mảng tường loang lổ bám đầy muội đen. Hàng loạt xe máy dựng trước cửa các căn nhà bị hỏa hoạn cũng bị thiêu rụi. Cách hiện trường khoảng 200 mét, một chiếc ô tô 5 chỗ cũng đang bốc cháy. Phía ngoài hiện trường, nhiều người dân đang khóc và gọi điện cho người thân vì lo lắng người thân chưa thoát khỏi vụ hỏa hoạn. Tới 13 giờ 50 phút, ba xe cứu hỏa của lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt để dập tắt đám cháy. Cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng đang phong tỏa đoạn đường xảy ra đám cháy. Hàng nghìn người dân đang đứng gần khu vực hỏa hoạn. Tới 14 giờ 20 phút, nhiều xe chữa cháy tiếp tục được huy động tới hiện trường. Cơ quan chức năng cũng đã cử hai xe cứu thương tới ứng trực. Phía ngoài hiện trường, nhiều người dân lo lắng vì người thân có thể chưa thoát khỏi vụ hỏa hoạn một số khách chạy ra kịp thông báo cảnh sát có người tên Trần Quốc Khánh, 23 tuổi, chưa ra ngoài được. Tới 14 giờ 45 phút, lực lượng cứu hỏa vẫn được tăng cường tới hiện trường. Cơ quan chức năng cũng đã cử hai xe cứu thương tới ứng trực. Hiện nay, khoảng 30 cảnh sát cứu hỏa đang tăng cường phía sau nhà để đập cửa sổ, phun vòi rồng và bắc thang tìm kiếm người bên trong. Theo một số người dân chứng kiến, khoảng 2 giờ có một tốp thợ hàn biển quảng cáo của quán karaoke KTV 68 Trần Thái Tông. Họ cho rằng đám cháy có thể xuất phát từ đó. Thời điểm này, hàng trăm người dân đang theo dõi cảnh cứu người sau nhà. Một số khách thoát ra ngoài cho biết bạn mình có thể trong nhà vệ sinh của quán, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy. Bên trong quán karaoke lửa vẫn đang cháy, lực lượng cứu hỏa đang tăng cường thêm xe và nước để giải cứu. Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ cháy ở Trần Thái Tông. Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ cháy quán karaoke và một số tòa nhà cao tầng liên kề trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt trong đám cháy, đồng thời chỉ đạo công an thành phố Hà Nội sớm điều tra và kết luận nguyên nhân, đồng thời xử lý nghiêm sai phạm. Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân, chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra và kiên quyết đình chỉ hoạt động các quán karaoke, nhà hàng không tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Trong khi đó, phía Bộ Công an cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cần nhanh chóng vào cuộc. Cụ thể, ngay sau khi nhận được tin, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, Công an Hà Nội khẩn trương tiến hành vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu toàn bộ lực lượng phòng cháy chữa cháy trên cả nước tiến hành rà soát các cơ sở kinh doanh tụ tập đông người và đặc biệt là các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng có nguy cơ cháy cao. Thứ trưởng Thành cũng chỉ đạo phải kiên quyết xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy theo luật định. Thiếu phụ khóc ngất vào nhận mặt chồng vụ cháy 13 người chết. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 13 giờ 15 phút chiều mùng 1 tháng 11, một loạt nhà ở đường Trần Thái Tông thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xảy ra vụ cháy lớn. Sau nhiều nỗ lực, đến 20 giờ cùng ngày, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã cơ bản khống chế được đám cháy. Hậu quả, vụ hỏa hoạn đã làm cơ sở karaoke số 68 bị cháy hoàn toàn, biển hiệu, biển quảng cáo của ba tòa nhà bên cạnh đều bị cháy. Đặc biệt, theo thống kê sơ bộ, đã có 13 người tử vong trong vụ cháy kinh hoàng. Ngay trong tối mùng 1 tháng 11, nhiều nạn nhân tử vong được xe cứu thương đưa từ hiện trường về nhà tang lễ quận Cầu Giấy, nằm trên đường Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy để cơ quan chức năng khám nghiệm. Khoảng 21 giờ cùng ngày, rất đông người dân đã tới nhà tang lễ Cầu Giấy để tìm người thân gặp nạn trong vụ hỏa hoạn. Một số thanh niên ở Hưng Yên gặp lực lượng cảnh sát trình bày có người thân tử vong trong vụ hỏa hoạn và đề nghị cho vào bên trong nhận diện. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã từ chối và động viên người thân các nạn nhân kiên nhẫn chờ cơ quan pháp y khám nghiệm xong sẽ mời vào nhận diện. Không kìm được xúc động, một số thanh niên có người thân tử vong trong vụ hỏa hoạn ôm nhau khóc nức nở trước cổng nhà tang lễ cầu giấy. Đến 0 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 11, nhiều xe ô tô mang biển số Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên, Hòa Bình chở theo hàng chục người thân các nạn nhân thiệt mạng đã về nhà tang lễ cầu giấy. Sau nhiều giờ chờ đợi bên ngoài nhà tang lễ, người phụ nữ khoảng 30 tuổi gục trên vai người thân khóc nghẹn khi hay tin chồng tử vong trong vụ cháy quán karaoke kinh hoàng. Nhiều người cố động viên nhưng nước mắt người phụ nữ bất hạnh vẫn cứ trực trào. Những tiếng khóc nức của chị khiến chúng tôi và những người xung quanh cảm thấy xót xa. Nỗi đau quá lớn khi mất đi điểm tựa trong cuộc sống khiến người phụ nữ ngoài 30 tuổi suy sụp hoàn toàn. Chị suýt ngã khụy trên đường vào nhà tang lễ cầu giấy nhận diện chồng khoảng 1 giờ ngày mùng 2 tháng 11, thân nhân của một số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tiếp tục được cảnh sát gọi vào bên trong nhận diện. Chia sẻ với phóng viên, anh ca, người thân của nạn nhân hát quê ở Nghệ An cho biết, khi vào nhận dạng anh hát, anh rất đau lòng vì những người thiệt mạng còn khá trẻ, có cả phụ nữ. Riêng anh hát do gương mặt và thi thể nguyên vẹn, quần áo không bị cháy nên vẫn nhận dạng được. Anh ca chia sẻ, thương chú ấy quá, hát là người vui vẻ, chụp ảnh rất đẹp. Chú ấy có vợ và một cô con gái rồi, vợ đang mang bầu cháu thứ hai thì không may gặp nạn. Anh ca cho biết anh hát từ Nghệ An ra Hà Nội học được khoảng 2 tháng. Chiều mùng 1 tháng 11, sau khi nghe thông tin về vụ hỏa hoạn ở đường Trần Thái Tông, gia đình gọi điện cho anh hát nhưng không liên lạc được. Sợ có chuyện chẳng lành, gia đình đi tìm hiểu thì được biết, chiều cùng ngày, anh hát cùng bạn đi hát ở quán karaoke số 68, đường Trần Thái Tông. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, do vẫn không liên lạc được với anh hát, nên gia đình đến nhà tang lễ cầu giấy tìm thì nhận được tin anh hát đã tử nạn. Theo anh ca, nhận được tin xấu, gia đình anh hát ở Nghệ An đã lên xe ra Hà Nội ngay trong đêm để đưa anh về quê mai táng. Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 2 giờ dạng sáng ngày mùng 2 tháng 11, thi thể nhiều nạn nhân tử vong trong vụ cháy kinh hoàng ở Trần Thái Tông đã được người thân đón về quê lo hậu sự. cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng xin chào và hẹn gặp lại